Hoàng Trí và Ngọc Nhi, mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến lực lượng công an nhân dân, người thường xuyên đến thăm, động viên và có những lời dạy bảo sâu sắc, quý báu đối với lực lượng công an nhân dân trên các lĩnh vực công tác chiến đấu. Một lời dạy của người mà lực lượng công an nhân dân luôn thấm nhuần đó là đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Lời dạy này thật sự là chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an với nhân dân. Thế nhưng đâu đó vẫn còn một vài cá nhân trong ngành công an dường như đã quên đi lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà điển hình là một vụ việc của một cán bộ công an huyện đưa con đi cấp cứu, rút súng chĩa thẳng vào nhân viên y tế chỉ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang. Và câu chuyện đang nóng trên các mặt báo này sẽ được chúng tôi tiếp tục chia sẻ bàn luận trong ít phút tới. Nhưng trước hết như thường lệ, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau. Tây Ninh, mưa lớn gây sạt lở cục bộ tại núi Bà Đen. Chuyên mục nóng trên mặt báo khi người thực thi pháp luật chĩa súng vào pháp luật. Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút tu sửa trường học đón học sinh trở lại. Kỳ thú cuộc thi ăn cua đá tại Mỹ. Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 11, người dân sinh sống quanh khu vực núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh nghe thấy những tiếng ầm ầm, kèm theo đó là nước cuồn cuộn cùng với đất đá đổ từ đỉnh xuống chân núi Bà Đen. Một số người dân thuộc khu vực sau đó đã quay lại đoạn clip sạt lở này đăng lên mạng xã hội tạo sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Trong đó, không ít người dân bày tỏ sự lo lắng vì lượng lớn đất đá từ trên cao đổ dồn xuống có thể gây nguy hiểm cho người dân khu vực phía dưới chân núi. Ông Trần Hải Sơn, phó ban phụ trách ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen khẳng định mưa lớn kéo dài suốt 2 tuần qua ở Tây Ninh đã gây sạt lở nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Theo ông Trần Hải Sơn, ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo ban quản lý núi Bà Đen cùng với cơ quan liên ngành tại địa phương đã có mặt tại hiện trường tìm hiểu sự việc, đánh giá hiện trạng và bàn giải pháp khắc phục. Theo đó, do mùa mưa năm nay của Tây Ninh kéo dài, lưu lượng mưa lớn dẫn tới hiện trường sạt lở cục bộ khu vực sườn núi phía sau chùa Bà. Thuộc núi Bà Đen, hiện tượng sạt lở tập trung ở khu vực lưng chừng núi, tại một số nơi địa chất yếu, khu vực đá mồ côi, khu vực sạt lở không thuộc phạm vi các công trình dự án đang xây dựng quanh núi Bà Đen. Quanh khu vực sạt lở không có các hộ dân sinh sống, nên không gây ra bất cứ thiệt hại nào về vật chất, con người cũng như hoa màu. Do đó, ban quản lý đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực sạt lở, đánh giá mức độ và sẽ sớm đưa ra giải pháp khắc phục. Ông Trần Hải Sơn cho hay, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các cơ quan liên ngành kịp thời đánh giá những tác động địa chất có thể xảy đến tiếp theo trong tình hình thời tiết vẫn tiếp tục mưa lớn, để xây dựng phương án ứng phó với hiện tượng sạt lở những ngày tới, đồng thời yêu cầu ban quản lý núi Bà Đen cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, kịp thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, kịp thời khắc phục, chuẩn bị phương án ứng phó với mọi tình huống. Cũng trong ngày 14 tháng 11, vùng núi Vũng Chua thuộc tỉnh Bình Định bất ngờ xảy ra sạt lở, đất đá và cây cối ở trên núi trượt xuống mặt đường quốc lộ 1D đoạn qua khu vực 5, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, gây ách tắc giao thông. Rất may là vào thời điểm sạt lở thì không có người qua lại nên không xảy ra thương vong. Trên đoạn đường dài khoảng 30 mét bị đất đá sạt xuống với khối lượng ước tính cả 100 mét khối. Trong tình hình mưa lớn đang tiếp diễn, khiến đất đá cây cối liên tục bị trượt, chảy tràn ra diện rộng trên tuyến đường. Nhiều ô tô khách, xe tải gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Quy Nhơn đã điều động lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, đảm bảo thông đường và không để xảy ra tai nạn hay va quẹt do đất đá sạt lở. Hiện tại, công tác khắc phục vẫn đang được ngành chức năng tiến hành khẩn trương. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đã có quyết định đình chỉ công tác với một cán bộ thuộc đơn vị sau khi người này có hành vi rút súng chĩa vào hai nhân viên y tế. Yêu cầu đeo khẩu trang. Theo báo cáo xác minh ban đầu, tối ngày 11 tháng 11, ông này cùng vợ và một người nhà đưa con nhỏ tới trung tâm y tế huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Không thấy những người này mang khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Hai nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại sảnh lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu họ mang khẩu trang. Thay vì chấp hành yêu cầu hướng dẫn phòng dịch, thì vị cán bộ này phăng tục rút súng chĩa vào nhân viên y tế.
Trước hết phải khẳng định, việc các nhân viên y tế nhắc nhở yêu cầu người nhà bệnh nhi mang khẩu trang khi vào cơ sở khám chữa bệnh là đúng quy định, đúng chức trách, nhiệm vụ của mình trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Là người làm cha làm mẹ, chúng ta có thể hiểu sự lo lắng của vị cán bộ này khi con nhỏ buộc phải đưa đến cơ sở y tế giữa đêm hôm. Thế nhưng, không thể lấy lý do vì quá lo lắng cho sức khỏe của con để biện minh cho việc không tuân thủ theo quy định phòng chống dịch COVID-19 tại nơi khám chữa bệnh và xúc phạm, đe dọa nhân viên y tế. Ngày 13 tháng 11, Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận nam thanh niên này là cán bộ công an huyện Lâm Hà, tên Nguyễn Duy Ngọ, sinh năm 1990. Theo đó, cán bộ này đang trực thì con bị sặc sữa phải đưa đi cấp cứu, do vội nên không đeo khẩu trang và nóng ruột dẫn đến mất bình tĩnh. Khẩu súng mà vị cán bộ công an này sử dụng khi xảy ra vụ việc được đơn vị trang bị để thực hiện nhiệm vụ. Theo thông tin của Công an huyện Lâm Hà, thời điểm đó, người này cũng đang đi công tác, tức là trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Trước hết, đối với một người chiến sĩ công an nhân dân, anh đã không chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của cấp trên. Súng và công cụ hỗ trợ được trang bị nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và bảo vệ người dân. Làm một người lính, một người chiến sĩ công an nhân dân gánh trên vai trọng trách vì nhân dân phục vụ. Dường như anh ta đã quên mất rằng những người đứng trước mặt là đối tượng để mình bảo vệ, chứ không phải để anh có hành vi xúc phạm, đe dọa. Những người anh vừa chĩa súng vào có thể là người trực tiếp tiếp nhận, thăm khám, điều trị và chăm sóc con nhỏ của anh, cũng như hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân khác. Hành vi của vị cán bộ công an huyện Lâm Hà không chỉ là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, mà là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ngành. Việc vị cán bộ kể trên sử dụng súng để nhằm mục đích đe dọa người khác, theo ý kiến của một số luật sư, là hành vi lạm quyền, đe dọa an ninh trật tự, an toàn xã hội và nghiêm trọng hơn, có dấu hiệu phạm tội, cụ thể là dấu hiệu cấu thành tội đe dọa giết người. Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cũng khẳng định sự việc này rõ ràng là sai, đồng thời khẳng định quan điểm xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo quy định. Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã trực tiếp có lời xin lỗi Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và những nhân viên y tế có liên quan. Với sự vào cuộc kịp thời và động thái chịu trách nhiệm trước những hành vi vi phạm của cán bộ cấp dưới của lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà, chúng ta tin rằng sự việc sẽ được xử lý nghiêm đúng quy định và chắc chắn sẽ không chìm xuống. Pháp luật công bằng và nghiêm minh. Người thực thi pháp luật phải là người nắm rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Bởi vậy, hành động của vị cán bộ nói trên đã đi ngược với lời dạy đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng công an, vi phạm lời thề danh dự và kỷ luật của Công an Nhân dân Việt Nam, làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Người xem thường nhân dân, người xem thường pháp luật, xem thường điều mà mình đang phụng sự và cống hiến thì không xứng đáng tiếp tục đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số ca mắc mới tăng cao tại các quận huyện, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định kích hoạt lại mạng lưới trạm y tế lưu động. Động thái này nhằm kiểm soát số ca mắc trong tình hình mới khi người dân đang tập làm quen với việc sống chung với dịch. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, lực lượng cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các y bác sĩ, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã lên tàu ra đảo để tiếp sức cho Phú Quý nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã điều động 16 cán bộ, chiến sĩ, 6 y tế bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hỗ trợ cho huyện Phú Quý. Lực lượng sẽ phối hợp với địa phương trong công tác xét nghiệm sàng lọc cũng như điều tra truy vết, khoanh vùng được các F0, góp phần hạn chế lây lan và tiến tới kiểm soát tình hình dịch bệnh. Ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện tại đảo vào ngày 11 tháng 1. Tính đến chiều 13 tháng 11, địa phương phát hiện thêm 38 người có kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Chuyển sang những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, trong giai đoạn cao điểm dịch, thành phố Hồ Chí Minh đã trưng dụng khoảng 1.500 cơ sở giáo dục cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến đây, công tác bàn giao cơ sở vật chất cho các trường học đã đi vào giai đoạn hoàn tất. Để chuẩn bị bước vào giai đoạn tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp, ngay sau khi tiếp nhận, các trường học đã nhanh chóng sửa chữa, chỉnh trang để kịp đón học sinh trở lại trường. Sau một tháng quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đến đây tỉnh Phú Thọ đã từng bước khống chế được dịch. Vì vậy, nhiều địa phương đã bắt đầu lên kế hoạch cho học sinh trở lại lớp học trực tiếp thay vì là học online như thời gian qua.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh khi quay trở lại trường học trực tiếp, ngành giáo dục các địa phương đều có thông báo và hướng dẫn chi tiết cho các trường thực hiện các biện pháp đồng bộ như tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, đồ dùng dạy học, đồ chơi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp trước khi đón học sinh trở lại trường. Là tiến hành vệ sinh trường lớp, các lớp tiến hành vệ sinh trong và ngoài lớp học và phun khử khuẩn của tất cả từ bề mặt bàn, ghế, trường, lớp, cửa ra vào khu nhà vệ sinh. Nhà trường đã xây dựng luôn kế hoạch để đón học sinh từ đầu giờ theo các giờ quy định và giờ tan học giữa các lớp, mỗi lớp chênh nhau 10 phút để tránh sự ùn tắc ở khu cổng trường cũng như là tiếp xúc gần giữa các bậc phụ huynh. Phú Thọ là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Việc phải học online đối với nhiều học sinh vùng quê còn bất cập và khó khăn. Vì vậy, để tất cả các học sinh đều được đi học trở lại, tỉnh Phú Thọ dự kiến ngay trong tháng 11 sẽ đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh đó, 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng phải đảm bảo được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và thường xuyên xét nghiệm sàng lọc định kỳ đối với các học sinh và giáo viên khi đến trường. Và bây giờ là những câu chuyện thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, những người có mái tóc đỏ tự nhiên từ các nơi trên thế giới mới đây đã tập trung tại thị trấn Tilburg, tỉnh Bắc Brabant của Hà Lan để tham gia sự kiện Ngày hội của những người tóc đỏ. Lễ hội năm nay thu hút những người tóc đỏ từ nhiều nước như Anh, Đức, Hungary, Mỹ đến tham gia. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, do ảnh hưởng của dịch bệnh, số người tóc đỏ góp mặt tại sự kiện ít hơn với những năm trước và một số hoạt động cũng đã bị gác lại để tránh tập trung đông người. Tôi luôn có cảm xúc đặc biệt khi nhìn thấy những người tóc đỏ, như chúng tôi thuộc về một cộng đồng nào đó và có điều gì đó đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Bên cạnh hoạt động giao lưu giữa những người tóc đỏ, lễ hội kéo dài trong 3 ngày còn có các lớp vẽ tranh, nhiếp ảnh, trình diễn thời trang. Một sự kiện không kém phần thú vị khác thưa quý vị. Thời gian này thì người dân ở bang Florida của Mỹ đã bắt đầu thu hoạch cua đá. Cũng trong dịp này thì chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc thi ăn cua đá thường niên hết sức thú vị, thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Tại cuộc thi ăn cà cua đá năm nay, những thí sinh tham gia sẽ phải ra tay đập vỡ và ăn 25 chiếc cà cua đá một cách sạch sẽ nhất trong thời gian nhanh nhất. Những ai để sót lại phần thịt trong cà cua sẽ bị cộng thêm 30 giây. Giành chiến thắng cuộc thi năm nay là ông Jun Malan, 55 tuổi, sống tại Miami, với thành tích 14 phút 29 giây. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 của ông Malan tại cuộc thi này. Trước đó, vào năm 2017, ông đã lập kỷ lục của cuộc thi với thành tích 12 phút 54 giây. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê không đường xung quanh việc thu hồi đất tại dự án khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh. Bắc Giang, lửa kèm khói cuồn cuộn bốc lên từ công ty sản xuất sàn nhựa. Chuyên mục Chuyện ngày mới, nông dân miền Tây trồng dưa lưới sạch hiệu quả cao. Quý vị, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Nam Sơn, Hạp Lĩnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng với tổng diện tích quy hoạch là 1.000 ha tại tỉnh Bắc Ninh. Để phục vụ cho việc triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du đã tiến hành thu hồi 23 ha đất công ích tại khu đồng dạm và đồng cỏ của thôn An Động, xã Lạc Vệ. Tuy nhiên, trong quá trình thu hồi đất, thì trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin về việc là huyện Tiên Du đã thu hồi đất của thôn An Động, xã Lạc Vệ, không ban hành các quy định thu hồi đất, không bồi thường thỏa đáng, ảnh hưởng đến quyền lợi của dân trong thôn. Vụ việc này đã gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội. Cộng tác viên của chương trình tại Bắc Ninh đã vào cuộc để làm rõ sự việc này. Thực hiện chủ trương xây dựng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du đã quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường cho người dân. Đến nay, 100% các hộ sử dụng đất đã nhận tiền bồi thường và bàn giao đất. Tuy nhiên, một số người dân trong thôn An Động, xã Lạc Vệ đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng, đề nghị chủ đầu tư khi thu hồi đất phải thỏa thuận với nhân dân và không đồng ý diện tích đất nông nghiệp thu hồi tại khu đồng dạm và đồng cỏ, thôn An Động là đất công ích. Về quyết định khi đồng dạm, đồng cỏ được cấp nào công nhận là ruộng công ích
đó là vào ngày tháng năm nào, đó là quyết định của cấp nào, là đất công ích được đưa vào cái khu đất mà người ta đã khai hoang từ những năm 76-80 cho đến tận bây giờ, được đưa vào đất công ích từ thời điểm nào. Căn cứ tài liệu còn lưu giữ tại Ủy ban Nhân dân xã Lạc Vệ năm 1992, với các nhân khẩu sinh sau ngày 30 tháng 6 1992 không được giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài. Như vậy, sau khi giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài cho người dân, thì 23 hectare tại khu đồng cỏ và đồng dạp địa phương đã quy hoạch làm diện tích đất công ích để quản lý, tạm giao cho các nhân khẩu sinh sau thời điểm trên canh tác và phải nộp tiền khoán sản phẩm hàng năm. Do đó, dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, nên giá bồi thường hỗ trợ được thực hiện theo đơn giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định tại thời điểm thu hồi đất, không thuộc trường hợp phải thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ở hai sử dụng này thì không có bất cứ tài liệu, chứng cứ nào khẳng định việc thôn hay là xã giao ổn định lâu dài. Mà ổn định lâu dài ấy thì ở đây ấy là phải là thời hạn sử dụng là 20 năm theo quy định của đất đai năm 93. Mà chỉ là ưu tiên tạm giao cho các nhân khẩu phát sinh sau năm 1992 theo hình thức thuê thầu có thời hạn hàng năm, 2 năm hoặc 5 năm như thực tế địa phương đã giao từ đó đến khi thu hồi. Như vậy thì với nội dung bà con kiến nghị là không có, các kiến nghị của bà con không được giải quyết thì đã được trả lời, đã được khẳng định rất rõ. Và tôi xin nhắc lại luôn là huyện là chủ tịch ủy ban huyện có 2 văn bản trả lời, ủy ban nhân tỉnh có 1 văn bản trả lời và số là 1270 ngày 5 tháng 5 năm 2021. Tới thì ủy ban nhân dân huyện sẽ thực hiện theo đúng cái tinh thần chỉ đạo ủy ban tỉnh, vẫn tiếp tục làm công tác tuyên truyền vận động để cho nhân dân nhận thức được điều đó. Và cùng với đó thì sẽ xây dựng cái phương án cũng như cái kế hoạch để làm bảo vệ thi công để tiếp tục thực hiện trên tinh thần theo cái quy định của pháp luật. Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh khi đi vào hoạt động không những tạo ra giá trị công nghiệp mà còn góp phần tạo ra nhiều giá trị kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Do đó, cấp chính quyền mong muốn người dân đồng tình ủng hộ vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, mới đây, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã bắn thuốc mê, đưa con khỉ đuôi dài, cục chân tấn công gây thương tích nhiều người dân ở quận 12 về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định. Trước đó, nhiều người trên đường TX25 thuộc phường Thành Xuân, quận 12 phản ánh liên tục bị một con khỉ nặng khoảng 7kg tấn công gây thương tích. Con khỉ này bị cục một chân, đuôi dài, răng nanh dài, mới xuất hiện tại khu vực này khoảng một tuần trước, thường đến nhà dân kiếm ăn và rất hung hăng. Hôm ngày 10 tháng 11, con khỉ này gây ra 2 vụ tấn công làm cho 2 thanh niên trong một xưởng gỗ bị thương. Người bị thương tích nặng nhất là anh V, tên viết tắt, bị cắn đứt gân, đứt mạch máu động mạch chủ, cánh tay phải tới bệnh viện quân y 175 phẫu thuật. Ngày 14 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ kết luận điều tra bổ sung vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, Công ty Alibaba. Theo đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện và 18 bị can khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Võ Thị Thanh Mai, Giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba Low Film, Nguyễn Thái Lực, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện, bị đề nghị truy tố về 2 tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng, kế toán trưởng Công ty Alibaba, bị đề nghị truy tố tội rửa tiền. Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Khối lượng hàm lượng vàng nêu trên đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên giám định BNG. 257 miếng vàng này được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận có giá là 743 triệu đồng. Đối với 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng.
Tối ngày 14 tháng 11, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Quý cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Jufeng New Materials, công ty Jufeng ở Lô N1, khu công nghiệp Quang Châu. Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 14 tháng 11, thì thấy khói bốc lên từ nhà xưởng của công ty Jufeng. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm nhà xưởng của công ty. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy. Ông Lê Hoàng Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên cho biết, ông đang tới hiện trường để phối hợp cùng với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Được biết, công ty Jufeng có 100% vốn đầu tư của Trung Quốc, chuyên sản xuất sàn nhựa và có khoảng 2.000 công nhân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến dập tắt đám cháy. Nhà xưởng của công ty Jufeng chuyên sản xuất sàn nhựa, các nguyên vật liệu đều là các chất, hóa chất rất dễ cháy nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 19 giờ 40 phút, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người, có thiệt hại về tài sản và nguyên nhân đang được thống kê và điều tra. Thưa quý vị, hiện nay, trên địa bàn của thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang có nhiều bà con nông dân trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đã mang lại những hiệu quả như hạn chế được sâu bệnh tấn công, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Cùng với việc ứng dụng hệ thống tưới kết hợp với bón phân vào từng gốc dưa lưới cũng giúp tiết kiệm được chi phí sản xuất và đảm bảo cung ứng ra thị trường dưa lưới sạch. Tuy nhiên, đối với giá thể trồng dưa lưới, nông dân chủ yếu sử dụng bã sơ dừa, nhưng chi phí một giá thể khá cao. Từ đó, ông Tùng Hồng Tân, trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã nghiên cứu và trồng thử nghiệm trên các giá thể khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về mô hình trồng dưa lưới hiệu quả này, mời quý vị sẽ cùng theo dõi chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay. Tại diện tích nhà màng 1.000 m2, ông Tôn Hồng Tân trong thử nghiệm giá thể trồng dưa lưới TL3 với 9 nghiệm thức, 4 lần lập, bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức 30 gốc dưa lưới. Nhằm giúp cho cái sản xuất chúng ta sau này đó thì nó được hiệu quả kinh tế hơn, rồi chúng ta tận dụng được cái nguồn nguyên liệu làm giá thể tại địa phương chúng ta, ví dụ như là rơm, trấu hoặc là vỏ cùi bắp, vân vân. Thì qua đánh giá bước đầu thì tôi thấy như thế này, ở tất cả các nghiệm thức thì cây nó phát triển cũng rất tốt. Về cái sinh trưởng, về chiều cao, về số lá thì ở các nghiệm thức bước đầu thì đánh giá không có khác biệt với nhau. Đối với tất cả các nghiệm thức thử nghiệm được xử lý nấm theo từng bầu, xử lý 5 ngày trước khi trồng cây con vào bầu và sử dụng cùng kỹ thuật canh tác dưa lưới tại địa phương. Đối với chi phí cho một túi giá thể trồng dưa lưới, nếu trồng 100% sơ dừa, giá hơn 4.100 đồng. Đối với 8 nghiệm thức giá thể phối trộn, giá dao động từ 2.700 đến 3.800. Thì qua đánh giá thì chúng ta thấy là tất cả những cái giá thể mà chúng ta có phối trộn thì nó sẽ giảm được từ 9 cho đến là 35% số tiền so với mà chúng ta sử dụng 100% cái bã sơ dừa. Tại vườn dưa lưới đã có bà con nông dân tham gia trực tiếp mô hình và đánh giá ban đầu về sự phát triển của dưa lưới trên 9 nghiệm thức giá thể khác nhau. Thì bản thân tôi cũng là người trồng dưa lưới. Tôi thấy cái mô hình của thực nghiệm của chú Tăng ở đây cũng thấy đạt hiệu quả. Cho nên nếu mùa vụ sau này tôi có thể tôi áp dụng là giá thể trồng giá thể gom là sau trồng nấm. Đạt hiệu quả cao và tiết kiệm được chi phí. Từ những nghiệm thức trồng dưa lưới trên các giá thể được phối trộn từ chất nấm rơm, trấu, cùi bắp là nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương sẽ giúp cho nông dân chủ động trong nguồn nguyên liệu làm giá thể và chi phí khi mua bã sơ dừa từ các địa phương khác. Nông nghiệp cái sản xuất lúa chúng ta rất nhiều. Tường rơm thì bà con có thể đốt đi, rồi có một số bà con lại bán đi gom cuộn. Nhưng mà theo tôi như thế thì không hiệu quả. Thì bà con sử dụng cái rơm này nè, mà bà con đã chất nấm rơm, thì chúng ta đã thu lại được một cái nguồn lợi nhuận trước mắt là cái nấm rơm. Và sau cái bã đã chất nấm rơm rồi, thay vì bà con bỏ đi, thì chúng ta sử dụng, chúng ta làm cái bã trồng dưa lưới. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt trong trồng dưa lưới với chi phí ban đầu đầu tư cao,
Nhưng nếu ứng dụng được hiệu quả của công nghệ vào quá trình tưới nước, bón phân, và hiện tại khi các nghiệm thức về giá thể trồng dưa lưới từ bã thải mang lại hiệu quả thực tế, sẽ giúp nông dân tiết kiệm chi phí trong đầu tư sản xuất, từ đó giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận và phát triển kinh tế, góp phần vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vâng, thưa quý vị, với những ai đang ấp ủ ý định trồng dưa lưới thì phương pháp vừa rồi sẽ là một trong những phương pháp lý tưởng để chúng ta cân nhắc và tham khảo quý vị nhé. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại hiệu quả cao. Vâng, đúng là như vậy. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ, xin chào quý vị và hẹn gặp lại.